24. Kassapa bút tráo quan sát lịch sử Đức Phật Kassapa. Sau khi Đức Phật của nhà Gamana viên tịch trong chính hiền kiếp này, thọ mạng của loài người giảm dần từ 30.000 tuổi còn 10 tuổi, rồi lại tăng lên đến A Tăng Kỳ tuổi. Khi giảm lại còn 20.000 tuổi, thì Bồ Tát Kassapa tái sanh ở cung trời Đau Sức Đà, nhận lời thỉnh cầu của Chư Thiên và Phạm Thiên để thành Phật. Ngài xuống cõi nhân loại và thọ sanh vào lòng của nữ Bà La Môn Dhanavati, vợ của Bà La Môn Dhammadatta ở kinh đô Varanasi do vua Kiri trị vì. 10 tháng trôi qua, Bồ Tát đản sanh ở vườn Nai Isipatana. Vào ngày đặt tên của Ngài, các nhà tướng số thông thái và quyến thuộc của Ngài đặt tên cho Ngài là Kassapa vì Ngài thuộc dòng họ mang tên ấy. Đời sống ở vương cung. Khi Bồ Tát Kassapa đến tuổi trưởng thành, Ngài sống trong ba cung điện Hàm Xá, Giác Xá và Sirinanda, được hầu hạ bởi người vợ của Ngài là thiếu nữ Bà La Môn Sunanda cùng với 48.000 người hầu nữ. Ngài hưởng cuộc đời thế tục như thần tiên trong 2.000 năm. Sự xuất gia. Bồ Tát Kassapa trông thấy bốn điềm tướng khi đang sống cuộc đời thế tục và người vợ Sunanda của Ngài đã hạ sanh một bé trai đặt tên là Vichitasena. Ngài khởi sanh sự đồng tâm và nghĩ, ta sẽ từ bỏ thế gian ngày hôm nay. Vừa quyết định như vậy thì cung điện của Bồ Tát tự quay tròn như bánh xe của người thợ gốm và bay bổng lên không trung, giống như mặt trăng xuất hiện giữa các vì sao trong mùa thu và tỏa sáng lung linh. Cung điện đem theo hàng trăm người bay lên không trung như tô điểm cho bầu trời thêm rực rỡ. Cuối cùng nó đáp xuống mặt đất nơi cây bồ đề Nirgoda ở chính giữa. Rồi Bồ Tát bước xuống cung điện. Ngài mặc vào bộ y sa môn do Phạm Thiên dâng cúng. Vợ của Bồ Tát và các nữ hầu cũng rời khỏi cung điện và đi một khoảng xa 40 Usapa bằng nửa Gavutta. Nơi đây họ dựng lên những cái trạm tạm thời giống như doanh trại của một đoàn binh. Theo gương Bồ Tát, những người đi theo Ngài cùng xuất gia làm sa môn. Sự thành đạo. Cùng với những vị sa môn đã đi theo Ngài, Bồ Tát Kassapa thực hành pháp khổ hạnh. Vào ngày rằm tháng tư, ngày thành đạo của Ngài, Ngài đổ món cơm sữa do người vợ Sunanda của Ngài dâng cúng và trải qua suốt ngày trong rừng cây keo của địa phương. Đến chiều, Ngài đi một mình đi đến cây đại thọ Bồ Đề và trên đường đi nhận 8 nấm cỏ do một người giữ ruộng lúa tên là Sùa Má dâng cúng. Khi Ngài vừa rải mớ cỏ xuống cội cây Bồ Đề thì vô địch bảo tọa cao 15 hắc tay xuất hiện. Ngồi kiết già trên bảo tọa, Ngài vận dụng 4 mức độ tinh tấn và chứng đắc Phật quả. Năm tháng thời thuyết pháp của Đức Phật Kassapa. Sau khi chứng đắc Phật quả, Đức Phật Kassapa trú ngụ ở 7 chỗ quanh khu vực cây Bồ Đề trong 49 ngày. Nhân lời thỉnh cầu thuyết pháp của Phạm Thiên, Ngài xem xét nên thuyết pháp đến ai trước và trông thấy 10 triệu vị sa môn là những người đồng tu trước kia với Ngài. Họ có đầy đủ phước quá khứ có thể chứng đắc đạo quả. Đức Phật vận dụng thần thông, ngay lập tức xuất hiện nơi ngụ của Ngài tại rừng Nai Isipatana gần thành phố Varanasi. Giữa những vị sa môn này, Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân giống như chư Phật quá khứ đã từng thuyết. Nhiều chư thiên và phạm thiên cũng đến đó để thính pháp. Lúc bấy giờ có 20 triệu chư thiên và nhân loại chứng đắc đạo quả giải thoát. Đây là Đàm Mà Bhisamaya lần thứ nhất. Về sau, khi Đức Phật Kassapa du hành về các thị trấn và làng mạc để thuyết pháp độ sanh, có 100.000 triệu chư thiên và nhân loại chứng đắc đạo quả giải thoát. Đây là Đàm Mà Bhisamaya lần thứ hai. Lại một dịp khác, khi Đức Phật Kassapa thị hiện song thông gồm nước và lửa và thuyết pháp gần cây Asana cạnh cổng thành Sudara, cuối thời pháp có 50.000 triệu chư thiên và nhân loại thông đạt tứ diệu đế và chứng đắc đạo quả giải thoát. Đây là Đàm Mà Bhisamaya lần thứ ba. Sau khi thị hiện song thông, Đức Phật Kassapa lên cõi trời 33 và tại giảng đường chánh pháp, Ngài thuyết 7 bộ vi diệu pháp, đem lại lợi ích cho chư thiên và nhân loại đã cù hội ở đó để thính pháp, đặc biệt để tế độ cho vị thiên trước kia là mẹ của Ngài. Nếu bấy giờ có 300.000 triệu chư thiên và nhân loại thông đạt tứ diệu đế và chứng đắc đạo quả giải thoát, đây là Đàm Mà Bhisamaya lần thứ tư.
Một dịp nọ có một dạ xoa có quyền lực giống như dạ xoa Naradewa trong thời của Đức Phật Kakusanda. Dạ xoa này cũng có tên là Naradewa. Sau khi giả làm vị vua, trị vì ở một kinh đô bên ngoài xứ Diêm Phù Đề và cũng giả giọng nói, cử chỉ và những đặc điểm khác của vua. Dạ xoa giết chết vị vua thật và ăn thịt vị ấy. Sau đó dạ xoa nắm quyền cai trị toàn vương quốc và giết chết rất nhiều người để ăn thịt. Hắn sống tà hạnh với các nữ nhân trong hậu cung. Khi các hoàng hậu, công nương và các cung nữ thông minh nhận ra rằng người này không phải là chủ của chúng ta, không là đức vua của chúng ta, hẳn đến thực là dạ xoa. Biết rằng mình đã bị phát hiện, dạ xoa bèn giết và ăn thịt tất cả họ, rồi tiếp tục đi đến kinh đô khác và cũng giả làm vua tương tự như vậy. Sau khi giết và ăn thịt nhiều người theo cách này, dạ xoa nó rất đều quá đến tại kinh đô Sundara. Cư dân ở đó khi hay tin về sự cai trị đầy hải hùng của hắn, vì sợ chết họ đã bỏ chạy khỏi kinh đô. Trông thấy tình trạng hỗn loạn và hoang mang của dân chúng, Đức Phật Kassapa bèn đi đến và đứng trước mặt dạ xoa. Khi dạ xoa trông thấy Đức Phật đang đứng ngay trước mặt mình, hắn tấn công Đức Phật bằng cách phát ra âm thanh như sấm sét, nhưng không thể làm cho Đức Phật sợ hãi. Dạ xoa cúi đầu quy y ngài. Trước đó, hắn cũng thách thức Đức Phật bằng cách đặt ra những câu hỏi hóc búa và ngài đã trả lời một cách thỏa đáng. Khi Đức Phật ban lời giáo giới và thuyết pháp đến dạ xoa Naradewa thì vô số chư thiên và nhân loại đến thính pháp và kết quả là họ thông đạt tứ diệu đế và chứng ngộ giải thoát. Đây là Dhamma Pissamaya lần thứ 5. Nhất kỳ Đại hội Thánh Tăng Sannipata. Đại hội Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật Kassapa diễn ra như vậy. Tại thành phố Varanasi, khi Thí Xá, con trai của vị quốc sư, trông thấy 32 hảo tướng trên người của Bồ Tát Kassapa, chàng trai nhớ lời dạy của cha rằng chỉ những người sẽ thành Phật mới có những hảo tướng như vậy. Chàng trai Thí Xá hoàn toàn tin vào điều ấy và tự nghĩ rằng vị Kassapa này sẽ thành Phật qua sự từ bỏ vĩ đại. Ta sẽ cố gắng để thoát khỏi đau khổ của luân hồi sau khi trở thành vị sa môn trước sự chứng minh của Đức Phật Kassapa. Do đó vị ấy đi đến Hy Mã Lạp Sơn và xuất gia làm đạo sĩ ngay trước khi Bồ Tát Kassapa từ bỏ thế gian. Các đạo sĩ trong hội chúng của vị ấy lên đến 20.000 người. Về sau khi nghe tin Đức Phật Kassapa sau khi từ bỏ thế gian bây giờ đã thành Phật rồi, vị ấy cùng các đạo sĩ đồng tu rời khỏi Hy Mã Lạp Sơn và tìm đến Đức Phật Kassapa. Xin được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật Kassapa bèn gọi: Hãy đến này các tỳ khưu. Và đạo sĩ Thí Xá cùng với 20.000 đạo sĩ đồng tu của vị ấy đều trở thành thiện lai tỳ khưu và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Vào ngày rằm tán mắt gá, giữa hội chúng 20.000 vị tỳ khưu này, Đức Phật Kassapa tụng Ô-qua-đá bà Tí Mốc Khá. Đây là Sannipata độc nhất. Tiền thân của Đức Phật Gautama là chàng trai Jyotipala và được Đức Phật Kassapa thọ ký. Lúc bấy giờ Đức Phật đương lai Gautama của chúng ta là chàng trai Jyotipala nổi tiếng. Vì ấy tụng các bộ kinh Vệ Đà một cách lưu loát, thuộc lòng tất cả những bài thánh ca, đạt đến sự toàn thông về các bộ Vệ Đà và thành tựu về khoa tướng pháp, như giải thích các hảo tướng của bậc đại trường phu v.v., khoa truyền cổ và tất cả các nghệ thuật, các nghề thủ công mà đã được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bồ Tát còn lầu thông cả về khoa thiên văn và địa lý. Jyotipala là bạn thân của chàng thợ gốm Gatikara, một cận sự nam bậc thánh của Đức Phật Kassapa, rất tận tụy với tam bảo và nổi tiếng là bậc Anaham. Gatikara dẫn Bồ Tát Jyotipala đến ý kiến Đức Phật. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, Jyotipala trở thành vị tỳ khưu trước sự chứng minh của Đức Phật. Đầy tinh tấn và thiện xảo trong các phần sự lớn nhỏ, không hề sao lãng đối với ba pháp tu giới, định và tuệ. Vị ấy có trách nhiệm hoằng dương chánh pháp. Sau khi thông thuộc chín phần giáo pháp, Bồ Tát tỳ khưu Jyotipala đã làm vinh quang giáo pháp của Đức Phật. Biết những đức tánh vi thường của Jyotipala, Đức Phật Kassapa bèn tiên tri về vị ấy. Vị tỳ khưu Jyotipala này nhất định sẽ thành Phật, danh hiệu là Gautama ngay trong hiền kiếp này. Sau khi nghe lời tiên tri của Đức Phật, vị tỳ khưu cao quý
Rồi Tiết Bà Lá vô cùng hoan hỷ và nguyện thực hành viên mãn các pháp Ba La Mật tinh tấn hơn. Vì ước nguyện duy nhất của Ngài là chứng đắc nhất thiết trí nên Bồ Tát của chúng ta bậc sẽ thành Thế Tôn của ba cõi, tránh xa tất cả các ác nghiệp cần phải tránh xa trong suốt chuỗi và luân hồi và tinh tấn không thối chuyển trong việc thực hành các thiện pháp mà người bình thường hầu như không thể thực hành được để thành tựu viên mãn các pháp Ba La Mật. Chú thích: theo sự trình bày ở trên, xem ra người thợ gốm Cát Tiết Cà Rá đưa người bạn Chô Thiếp Bà Lá đến ý kiến Đức Phật mà không gặp khó khăn. Trên thực tế, vị ấy đã không dễ dàng thành công như vậy. Vị ấy đã thuyết phục Chô Thiếp Bà Lá đến nhiều lần và cuối cùng phải dùng áp lực nắm tóc của Chô Thiếp Bà Lá mà kéo đi. Chi tiết này được nêu ra trong bài kinh Cát Tiết Cà Rá Ratchakwatya Machima Banyasa. Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Kassapa. Nơi sanh của Đức Phật Kassapa là kinh đô Varanasi, do vua Kiết Kỳ trị vì. Cha là Bà La Môn Brahmadatta và mẹ là nữ Bà La Môn Danawati. Ngài sống cuộc đời thế tục trong 2000 năm. Ba cung điện là Hầm Xá, Giác Xá và Sirinanda. Vợ là thiếu nữ Bà La Môn Sunanda và 48.000 thiếu nữ Bà La Môn hầu hạ. Con trai là Vichitasena. Phương tiện đưa Ngài đi xuất gia là cung điện. Ngài thực hành khổ hạnh trong 7 ngày. Hai vị thượng thủ thanh văn là trưởng lão Tiết Xá và trưởng lão Bharadvaja. Thị giả là trưởng lão Sapapitta. Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão Ni Anula và trưởng lão Ni Uruvela. Cây bồ đề là cây Nirodha. Hai cận sự nam bậc thánh là Sumangala và hậu gốm Gatikara. Hai cận sự nữ là Vichitasena và Bát Đà. Đức Phật Kassapa cao 20 hắc tay, Ngài rực rỡ như khối lửa lớn, như trăng rằm được vây quanh bởi các vị tinh tú. Thọ mạng của loài người trong thời kỳ của Đức Phật Kassapa là 20.000 năm. Suốt 4/5 của thọ mạng, Đức Phật Kassapa đã cứu vớt cho vô số chúng sanh gồm nhân loại dư thiên và phạm thiên thoát khỏi đại dương luân hồi và đặt họ trên miền đất Niết Bàn. Đức Phật Kassapa tạo ra hộ chánh pháp vĩ đại dành cho nhân loại chư thiên và phạm thiên, cho họ sức giàu tứ thanh tịnh giới để trang điểm cho cái tâm của họ, khiến họ mặc vào bộ y phục tầm quý, phân phát đến họ những bông hoa của 37 pháp trợ bồ đề, đặt chiếc gương trong suốt của nhập lưu đạo tuệ để họ có thể thấy rõ chính mình, phân biệt được những bất thiện và những pháp thiện, giữa thiện nghiệp và ác nghiệp. Ngài đặt chiếc gương tựa như mời gọi những người đang lang thang tầm cầu Niết Bàn đi đến hồ chánh pháp. Đối với những người lắng nghe lời giáo huấn của Đức Phật, Ngài cho họ những chiếc áo giáp ngũ giới, thập giới và tứ thanh tịnh giới để họ có thể chống lại kẻ thù phiền não, giúp họ mặc vào chiếc áo khoác tứ thiền hợp thế và ngũ thiền siêu thế, cung cấp cho họ vũ khí tinh tấn cực mạnh gồm 4 mức độ và cho họ tấm khiên tứ niệm xứ để họ có thể phòng thân chống lại các kẻ thù phiền não. Ngài còn cho các đệ tử những chiếc lao minh sát tuệ rất nhạy bén và những cây gươm đạo tuệ được mài bén bằng viên đá mài tinh tấn. Ngài còn cho họ các giới siêu thế để họ có thể đoạn diệt các phiền não ngủ ngầm. Rồi Đức Phật cho họ nhiều vật trang sức như tam minh và lục thông để họ gắn vào những bộ y phục thánh quả ở trên người. Đức Phật còn tạo ra bó hoa chín thánh pháp thêm vào chiếc lòng A-la-hán quả để họ có thể bảo vệ chính mình, ngăn chặn sức nóng của các tội lỗi. Đức Phật Kassapa cũng tạo ra bông hoa bát thánh đạo to lớn dẫn đến hạnh phúc của Niết Bàn. Rồi Đức Phật Kassapa và chúng thanh văn đệ tử A-la-hán của Ngài viên tịch Đại Niết Bàn và chấm dứt kiếp sống cuối cùng. Kinh Cảm Quán: Đức Phật Kassapa bậc có vô số ân đức, pháp bảo của Đức Phật thuyết giảng là pháp hằng mời gọi những người có trí bằng những lời. Hãy đến đây, hãy nhìn vào và cố gắng thực hành theo. Tăng bảo: chúng thanh văn đệ tử gồm những bậc tối thắng. Các ngài đã khéo thực hành pháp bảo, tất cả đều đã biến mất. Tất cả các pháp hữu vi quả thật vô dụng và không thực chất. Bảo tháp: như vậy Đức Phật Kassapa, bậc chiến thắng ngũ ma, bậc đạo sư của chư thiên và nhân loại, đã viên tịch Đại Niết Bàn tại Đại Lâm Viên Xê Tát Giá, gần thành phố Xê Tát Giá trong nước Ca Xí. Dân chúng khắp cõi Diêm Phù Đề đồng tâm xây dựng một bảo tháp, mỗi viên gạch lát ở bên ngoài
trị giá 10 triệu đồng tiền vàng, mỗi viên gạch lát ở bên trong trị giá 5 triệu. Bảo tháp được xây dựng để tôn thờ xá lợi của Đức Phật Kassapa cao 1 giao tuần. Kết thúc lịch sử Đức Phật Kassapa, Kassapa Buddha Hoàng Xá.